cho bố. Chù chùa mà còn vậy. Thank you.
anh giơ hai ngón tay đó là thần đế nha các bạn. Còn anh này đẹp trai dễ thương lắm. Này anh là thần quốc. Quốc là nước á. Còn anh này thần Úc. Có biệt danh hay lắm nhưng mà không tiện nói cho các bạn cùng nghe nha. Mốt mình về mình nói nhỏ nhỏ sao. Này trái sầu riêng nha các bạn. Này trái chắc khoảng 2 tháng tuổi nữa nó còn nhỏ. Trái trong kia hơi bự, chắc cũng cả hơn 3 tháng nè. Tiêu nha các bạn. Đậu đỏ. Đậu cúc. Cái này là đậu gì anh? Đậu cúc. À, đậu cúc và đậu bên đó chị. Dạ đậu ngự. Đậu. Đây có đũa. Anh này nói bậy nè. Có đũa. Chùa rồi nha. Mới ra hết cổng chùa. Lưới bao nào? Lưới hải tự nhiên vậy? Có mất ăn hả? Thì tự nhiên giờ lưới bao lên không có được gì. Xong rồi chụp hình chung với người quốc. Hải với lại một phần này mít hộp chứ không phải là mít hải mà.